Nói đến mùa xuân thì đầy ắp những tình cảm, và riêng Quảng Ninh thì có một cái điểm du lịch tâm linh, đấy là di tích Yên Thần vừa được nhà nước xếp hạng. Sau đây tôi xin trình bày bài thơ Phiêu Du Yên Tử. Buồn treo lên vách đá, tiền bạc gửi lùm cây, tay bám theo nhịp ngõ, hồn lang thang trong mây. Ngược bên dòng tháp bạc, tiếng ai đang cầu may, thương kiếp người nhỏ bé, chuẩn choạng đôi vai gầy. Hương đỏ miền tâm tính, chuông vọng lời người xưa, ta nhập bông thanh thản, thả xuống vàng chúc thương. Điều bốn cùng hương cỏ, mây trắng rơi đầy ấy, trông chênh bên bờ đạo, thuyền hãy đi vẫn đầy.